Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh. Anh cũng là sáng lập viên của Trung tâm Hướng Dương tại Việt Nam, là một người thầy giáo rất là đáng kính của chúng ta mà quý vị đã gặp gỡ tại VNTV cách đây 1 năm. Bên cạnh đó là cô ca sĩ rất là dễ thương của chúng ta, đó là nữ ca sĩ Phương Dung. Và một khuôn mặt lần đầu tiên đến với VNTV tại San Diego, đó là ca sĩ Thủy Tiên. Trước hết xin mời, xin chào anh Vinh, Phương Dung và Thủy Tiên. Dạ, Thế xin chào Vinh chị. xin chào khán giả VNTV Phan Ái. Phương Dung xin chào chị Vân Anh và chào toàn thể quý vị. Dạ, Thủy Tiên cũng xin chào chị Vân Anh lần đầu tiên và rất là vui là được đến với chị Vân Anh cũng như là chương trình của San Diego. dạ San Diego, và xin chào quý khán giả của VNTV. Dạ vâng, Thủy Tiên có thể cho quý vị khán giả được biết là Thủy Tiên đã đi vào lĩnh vực âm nhạc từ bao giờ và những cái khó khăn gì mà Thủy Tiên đã phải trải qua trong suốt quá trình tập dượt văn nghệ để ngày hôm nay Thủy Tiên có một cái chỗ đứng rất là vững vàng trong lòng của khán giả. Dạ, thưa chị và thưa quý khán giả, là bước vào văn nghệ đó thì Thủy Tiên coi như là một cái duyên mà trời thương và người thương cho Thủy Tiên được cái may mắn để bước vào. Thủy Tiên thì mê ca hát từ hồi nhỏ, thì bởi vì gia đình ngày xưa đã cũng có những cái sinh hoạt văn nghệ rất là vui ngay từ Thủy Tiên còn nhỏ, cho nên cái niềm đam mê ca hát là từ hồi còn nhỏ. Nhưng mà khi mà 4 tuổi thì Thủy Tiên bị một cái bệnh là làm cho cái môi của mình bị hoại tử, và nó gây nhiều cái khó khăn khi mà mình mở cái khoang miệng. Dạ, thì Thủy Tiên cũng trải qua rất là nhiều cái lần phẫu thuật thì cái giọng nói của mình nó mới được tròn trịa lại. Và cũng như là trong cái quá trình mà Thủy Tiên, bởi vì mình mê hát cho nên là Thủy Tiên cũng tập luyện lại, bắt chước theo những cái ca sĩ mà mình yêu thích đó mà mình hát theo. Và cái kỹ thuật cũng vậy, bởi vì mình không có cái điều kiện để trượt đó thì mình bắt chước những đàn chị đàn anh đi trước, từ những cái kỹ thuật luyến láy ngân nga, để rồi có một lúc thì ra và những cái cuộc thi ở bên ngoài thì thật sự Thủy Tiên không dám thi đâu, nghĩ là mình đam mê mình hát nghêu ngao với những người mình yêu thích văn nghệ vậy thôi. Nhưng mà anh em cũng khuyến khích Thủy Tiên bước ra ngoài để mà thi, thì cũng may mắn là Thủy Tiên đã có được ngôi giải nhất thi hát Trịnh Công Sơn. Mà trước đó thì Thủy Tiên cũng có những cái giải phong trào nhất nhì ba của thành phố, nhưng mà cái giải nhất của tiếng hát Trịnh Công Sơn là một cái giải giá trị để mà đưa Thủy Tiên ra ngoài nhiều hơn với khán giả, cũng như là có nhiều cái cơ hội để mà được tiếp xúc với khán giả trong nước, rồi thậm chí được đi ra nước ngoài. Và nó là một cái ơn may mà Thủy Tiên thấy là mình được nhận lãnh. Cho đến nay thì Thủy Tiên đã bắt đầu cái việc ca hát của mình được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu nói chính thức mà Thủy Tiên bước ra ngoài mà hát, Thủy Tiên không có tính cái khoảng mà mình hát phong trào. Thủy Tiên là mình hát phòng trà đi, thì bắt đầu từ năm 2006. Dạ, 2006 thì Thủy Tiên bắt đầu đi hát phòng trà. Và cái dòng nhạc nào mà Thủy Tiên yêu mến nhất? Hình như là Trịnh Công Sơn phải không Thủy Tiên? Dạ, bởi vì Thủy Tiên có giải nhất tiếng hát Trịnh Công Sơn, cho nên là mọi người gắn Thủy Tiên tới cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhưng mà nếu mà nói thật ra cái âm nhạc của ông cũng ru lòng Thủy Tiên, nó cho mình những cái cảm nhận để mà mình có cái một cái cách nhìn đời nó được Nhẹ nhàng hơn. nhẹ nhàng hơn. Dạ, và có thể là trong những cái suy tư của mình có thể gửi gắm trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì dạ, và còn mà yêu thích dòng nhạc thì hình như là Thủy Tiên yêu thích rất là nhiều dòng nhạc nhạc quê hương, và thậm chí hồi nhỏ là cũng đã từng mê cải lương, tại vì ảnh hưởng từ bà ngoại đó. Rồi gia đình thì cũng hát nhạc vàng, rồi lớn lên thì Thủy Tiên hát phong trào thì cũng nhạc trẻ nhạc thanh niên. Thì khi mà 20 mấy tuổi thì bắt đầu gắn với âm nhạc Trịnh Công Sơn cho tới bây giờ, và khi ra hát phòng trà thì Thủy Tiên cũng có hát nhạc tiền chiến của những nhạc sĩ khác. Dạ vâng, cảm Dạ. ơn Thủy Tiên. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh, ca sĩ Phương Dung cũng như là ca sĩ Thủy Tiên là những cái bông hoa tô điểm cho vườn đời của chúng ta, cũng như là trong kho tàng âm nhạc của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, các anh chị đây là những người đã vượt qua những cái nghiệt ngã của số phận để mà vươn lên, để mà trở thành những cái bông hoa
mà chúng ta rất là yêu mến. Trở lại với ông thầy Nguyễn Thế Vinh của chúng ta. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi gọi là thầy Nguyễn Thế Vinh? Vì thầy là người sáng lập Vin cũng như là người điều hành cho Trung tâm Hướng Dương tại Việt Nam, là một cái cơ sở nuôi dạy và đào tạo các em mồ côi cũng như là khuyết tật tại quê nhà. Và chúng ta được biết là thầy Nguyễn Thế Vinh trong những năm tháng vừa qua đã đào tạo lên những người rất là có lợi ích cho xã hội. Anh Vinh có thể cho biết trong một năm vừa qua thì những cái sinh hoạt văn nghệ của anh cũng như là những cái công tác của trường Hướng Dương đã có những cái thành quả như thế nào thưa anh? Thì công việc chính của em là cũng dẫn dạy học, rồi coi ngó các em nhỏ, rồi đi biểu diễn. Nhưng mà phải nói năm vừa rồi là cái công việc nó càng ngày càng nhiều, càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều bà con thương mến, khán giả thương mến, thì chạy đi đây đi đó rất là nhiều. Và bây giờ trường Hướng Dương thì ngày càng ổn định hơn, cũng nhờ bà con thương mến nên tương đối ổn định cho vài năm. Và Vinh cũng muốn là ngày càng nhiều các em được về đó để được ăn học. Dạ vâng. Và các em thì sau khi mà ra trường rồi thì các em có những cái công việc ổn định phải không anh? Dạ, bây giờ mấy em mà học ở Việt Nam ra trường cũng có việc làm. Nhưng mà có em thì làm đúng nghề, còn có em thì vẫn làm trái nghề để để tồn tại trước cái đã. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có cái website của trường Hướng Dương trên màn ảnh để quý vị có thể vào thăm trang nhà cũng như biết được qua những cái sinh hoạt của Trung tâm Hướng Dương và đặc biệt là thầy Nguyễn Thế Vinh của chúng ta. Trong năm vừa qua thì anh có đi trình diễn văn nghệ nhiều chỗ không anh? Dạ, có. Năm vừa rồi thì em qua Mỹ. Đúng rồi. Rồi qua Nhật. Rồi cũng có làm một số chương trình ở Việt Nam. Dạ vâng. Dạ. Trở lại với cô ca sĩ rất là khả ái của chúng ta, đó là ca sĩ Phương Dung. Mà nếu mà quý vị chưa nghe qua một lần thì chắc chắn là Vân Anh chắc chắn là quý vị sẽ yêu mến cái tiếng hát rất là ngọt ngào, rất là dễ thương này. Phương Dung ơi, trong cái năm vừa qua thì Phương Dung có đi trình diễn nhiều nơi không? Dạ, từ sau khi mà đi tham gia với chương trình của anh Vinh thì sau đó vài tháng thì Dung cô lại trở lại Mỹ. Thì Dung theo cái tour của chương trình Ngọc Trong Tim. Thì phải nói là sau lần mà đi với anh Vinh thì Dung cảm nhận được là một năm rất là bình an. Bình an ở đây không phải là mình ngồi một chỗ không làm gì, mà mình bình an trong chính tâm hồn của mình. Bởi vì được tiếp xúc qua câu chuyện của anh Vinh, cũng giống như là mình được những cái lời chia sẻ của các anh chị mà đã hỗ trợ cho anh Vinh cách trong cái chương trình đó, thì phải nói là cho Dung rất là nhiều cái hành trang để có thể mình cảm thấy vững hơn trong cuộc sống này. Dạ, phải trả tiền bình an. Trả tiền bình an. Thưa quý vị, và lần này sự trở lại của anh Nguyễn Thế Vinh, ca sĩ Phương Dung cũng như là ca sĩ Thủy Tiên đến với San Diego của chúng ta là sự trở lại của lần chương trình Góp Lá Mùa Xuân lần thứ hai tại California cũng như là tại Houston phải không anh? Dạ. Thưa quý vị, trong cái chuyến trình diễn lần này thì các anh chị cũng sẽ có 3 địa điểm tại San Diego của chúng ta. Thì vào thứ bảy sắp tới đây, thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 5 thứ bảy sắp tới đây tại hội trường nhà thờ Wesley, một cái địa điểm rất là quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là quý vị sẽ được thưởng thức sự trình diễn rất là độc đáo của nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh, ca sĩ Phương Dung và ca sĩ Thủy Tiên cùng một số anh chị em ca nhạc sĩ tại San Diego. Và thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 5 tức là xin lỗi quý vị, vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5 thì cũng chương trình Góp Lá Mùa Xuân tại thành phố Houston, Texas của chúng ta. Và cái Chủ nhật kế tiếp là ngày 28 tháng 5 thì tại vùng Orange County tại Nhật Báo Người Việt với một cái chương trình Góp Lá Mùa Xuân sắp tới. Năm ngoái thì không biết là các anh chị có nhớ không, cái chương trình Góp Lá Mùa Xuân của chúng ta tại San Diego rất là thành công. Khi mà Thế Vinh với lại Phương Dung đi rồi thì mình anh cảm thấy là hai người đã bỏ quên con tim tại San Diego. Tại vì quý khán thính giả tại San Diego rất là yêu quý hai anh chị và lúc nào cũng hỏi thăm không biết là chừng nào trở về. Thành ra bây giờ thì mình anh mời anh Thế Vinh cũng như là chị Phương Dung và Thủy Tiên nói về cái chương trình sắp tới của chúng ta tại San Diego và mời gọi quý vị đến. Dạ, thì cũng giống như năm ngoái là nhờ các anh chị, các hội bên này tổ chức tạo điều kiện cho tụi em qua bên này để mà vừa nói chuyện Hướng Dương, vừa biểu diễn âm nhạc để
để bà con ở đây hiểu và ủng hộ cho hướng dương. Dạ vâng. Để em về Việt Nam nuôi mấy đứa nhỏ. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, chắc chắn là một mình thầy Nguyễn Thế Vinh sẽ không thể nào làm được, mà cần rất là nhiều bàn tay của chúng ta ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại cũng như là ở khắp nơi cho cái công việc đầy ý nghĩa này. Tại vì Vân Anh nhớ là một lần thầy Vinh đã nói rồi, cái chìa khóa cũng như cái cứu cánh duy nhất đó là kiến thức, phải không? Dạ. Đó là cái cách duy nhất để giúp cho các em thoát ra khỏi sự nghèo đói, thoát ra khỏi sự bất hạnh. Thì các em bây giờ cũng thành công rồi, trở lại, tiếp tục trở lại trung tâm để giúp hả anh? Dạ, mấy em mới ra trường được một năm thì cũng đủ tay làm hàm nhai, chứ có chưa có cái gì mà đáng kể hết. Dạ vâng. Chỉ có là sau mỗi năm thì thấy các em trưởng thành hơn. Dạ. Và có cái suy nghĩ về cuộc sống, có cái suy nghĩ về cộng đồng. Dạ. Nó chín chắn hơn thì điều đó là đáng mừng. Dạ vâng. Thưa quý vị nào mà chưa nghe qua cái phần trình diễn của nhạc sĩ cũng như là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, giọng hát của ca sĩ Phương Dung và giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên, thì bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm qua chính ngón đàn của nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh. Lần này thì ai hát vậy Liên? Phải qua tiếng hát của chị Thủy Tiên. Đúng rồi, tại lần đầu tiên tới xe điện. Dạ, phải không? Nhạc phẩm gì đây ha? Em nghĩ là một ca khúc mà rất gắn liền rất là nhiều với cái tên tuổi của chị Thủy Tiên, đó là một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là Để Gió Cuốn Đi. Để gió cuốn đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết cái lần trình diễn Góp Lá Mùa Xuân lần thứ hai tại California cũng như là tại Houston. Mời thầy Vinh có thể nói chi tiết rồi tại sao chúng ta lại trở lại để làm Góp Lá Mùa Xuân lần này với mục đích gì. Thì hiện giờ thì em đang lập cái trường và nuôi các em mồ côi và khuyết tật ở Việt Nam, ở Bình Dương Việt Nam, mang tên là Hướng Dương. Thì nếu mà không có sự chung tay của mọi người, không có sự giúp đỡ của các ân nhân thì chắc chắn em không có làm nổi. Thì do đó được sự giúp đỡ của các hội bên Mỹ, rồi các anh chị
tạo điều kiện cho tụi em qua bên này để em nói về cái câu chuyện của Hướng Dương, và tụi em cũng đem những cái tài lẻ nhỏ nhỏ của mình để gửi đến các anh chị một cái buổi nhà kính phòng ấm cúng, hy vọng là vậy. Với lại cũng thương lắm chị. Dạ, thật ra thì anh Vinh là đen hay nói là gà trống mà không có gà mái. Gà trống nuôi con sao đông con? Cả trăm gà con. Cho nên là vì vậy, cảm vì vậy mà chị em là nói anh Vinh là cứ nói cái là cứ xách ba ly đi theo anh Vinh thôi. Dạ. Với lại em nghĩ là chương trình góp lá mùa xuân thì không phải là một lần mình có thể giúp được ảnh. Cho nên là mọi người đã góp phần để giúp anh Vinh thì năm này người này, năm kia người kia thì tất nhiên là các em cũng sẽ được mọi người quan tâm nhiều hơn. Và em nghĩ là mỗi chương trình mỗi năm thì cũng phải thay đổi để mà làm sao mà để thu hút mọi người đến xem để mà ủng hộ cho anh Vinh. Cái đó cũng là một cái rất là khó và cũng như là trăn trở của các anh chị mỗi khi mà tổ chức chương trình. Thì Dung nghĩ thì năm nay là một sự đặc biệt, đó là có chị Thủy Tiên nữa, thì một giọng hát rất là nhiều người yêu thích thì khán giả sẽ đến đông hơn. Rồi chưa kể nữa là chị biết không, có một cái bí mật nữa là ngoài văn nghệ thì có ba anh em của em thì có các anh chị ca sĩ ở đây. Rồi có một cái bí mật nữa đó là sao Phương Dung có nhiều bí mật thế. Dạ, có một cuốn tự truyện của anh Vinh đấy chị. Ô, tự truyện. Dạ. Đó, cái này mà anh Vinh phải tự viết ra rất là nhiều và chúng ta sẽ nó là hôm đó chúng ta sẽ diễn lại trong cái nội dung nó dài vậy nè chị nè. Nhiều hấp dẫn lắm. Với cái tựa đề rất là hấp dẫn nha quý vị. Quý vị nhớ trường ngày thứ bảy tuần này. Dạ. Và cái tựa đề là Ông Giáo Làng. Trên tầng gác mái. Trên gần định đặt là gác xếp á. Trên tầng gác mái mà nhưng mà là một cuốn sách mà dài tới hơn 300 trang, nhưng mà đã có một cái người em là có nhắn tin cho em đó là nói là đọc liền trong 2 đêm. Là xong hết cái cuốn sách của anh và rất là xúc động. Thì em cũng có trả lời với lại em đó là ngoài những cái câu chuyện trên tầng gác mái mà ảnh ghi trong 300 mấy chục trang đó, có những câu chuyện ảnh chưa ghi nhưng mà em biết, có gì ai cứ tới hỏi em. Wow. Vâng thưa quý vị, đây là một cái chương trình chúng ta không thể nào bỏ qua. Và giống như Phương Dung nói, những cái công tác mà chúng ta trợ giúp cho anh Vinh đòi hỏi một cái sự liên tục và bền bỉ và lâu dài. Tại vì như quý vị cũng thấy, chúng ta nuôi dạy một đứa con bình thường đã khó rồi. Dạ, đúng mà rồi. Đây là những đứa bé đã có một cái nghịch cảnh cho nên nhiều khi rất là khó khăn, phải không anh Vinh? Ngoài cái chuyện khó khăn về tài chính cũng cho nên chúng ta phải hỗ trợ cho anh Vinh để có tiếp tục có nghị lực, có sức khỏe để cái điều hành cái trường Hướng Dương của chúng ta. Thì thời gian đầu anh mở trường là anh lúc đó anh chưa có nhiều cái lực, thì anh cũng mới nhận là những em mà thanh niên khoảng cấp 2, cấp 3 thôi. Nhưng mà bây giờ ông giáo đi nhiều nơi quá rồi, ông giáo thấy là cần phải các em nó là nhỏ hơn, thậm chí là cấp 1 phải can thiệp sớm. Thành ra là có những em, nhất là những em ở những cái người dân tộc chẳng hạn, thì trong một cái môi trường thì nói chung cũng không có tốt cho các em. Cho nên là thầy giáo làng này là muốn cho các em nó về sớm để mà giống như là cái cây non mà mình dễ uống như vậy đó. Thì thầy giáo đa đoan quá, thành ra là đó, giống như Phương Dung nói là đây là một cái quy trình, mà một cái công trình rất là dài hơi. Thì rất là mong là mỗi người một tay để giúp cho anh Vinh. Thì thật ra đó là theo anh nghĩ đó là giúp được một em thì là giúp, có thể là giúp cả cái cuộc đời của em sau này và cả những cái gia đình. Có nghĩa là mình giúp một người nhưng mà thật sự mình giúp rất là nhiều người trong gia đình của em. Và có thể em nó là một cái người tốt thì nó còn giúp nhiều lại cho xã hội. Thì em, bởi vì cái câu chuyện của anh Vinh chính là cái người thầy này và cái công việc của anh, cũng như chị và anh là chị cũng thấy lay động câu chuyện đó. Thì với lại em nghĩ là khi mà đến với chương trình này thì không chỉ mọi người có thể xem được những cái tiết mục văn nghệ, ca nhạc mà có thể giúp anh Vinh theo nhiều cái kiểu khác nhau, chứ không phải là chỉ góp trong cái văn nghệ không. Thì tại vì ở trường anh Vinh thì có nhiều thứ để giúp lắm. Cho nên em nghĩ khi mà được anh Vinh chia sẻ, khi mọi người nghe anh Vinh chia sẻ thì mọi người sẽ biết được thì mình giúp được cái gì. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ là mỗi người sẽ là một cái lá mùa xuân để chúng ta cùng góp về, để cho thầy Vinh mang về nguyên một vườn xuân đến với Hướng Dương trong những ngày tới. Và thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị nhớ để dành tại San Diego thì là ngày thứ bảy sắp tới đây, 6 tháng 5 tại nhà thờ Wesley, và ngày 21 tháng 5
thì tại Houston, Texas vào ngày 28 tháng 5 cũng Chủ nhật tại Nhật Báo Người Việt tại vùng Orange County. Quý vị nhớ để dành 3 ngày đó cho chương trình rất là đặc biệt của anh Nguyễn Thế Vinh, Phương Dung và Thủy Tiên. Và tới đây thì chúng ta chắc phải gửi cho quý vị một bài hát nữa ha Phương Dung ha. Em cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà như là hồi vậy nãy dùng không bây giờ không thể một mình em vậy được hả? Mà phải cả bốn anh chị em với mình và mời khán giả cùng gia chung với chúng ta phải không? Đúng rồi. Phương Dung thì có một cái sự chúng ta sẽ chọn bài gì vậy Phương Dung ha? Em nghĩ là bây giờ mình hát trái mùa chút đi nha. Bây giờ đang mùa hè, sắp tới mùa hè thì mình đi trước một bước đi, mình chuyển mùa thu đi ha. Mình chuyển mùa thu, mình có lá mùa xuân rồi bây giờ mình thêm mùa thu nữa ha. Dạ thưa quý vị, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc phần tâm tình của anh em chúng tôi với quý vị ngày hôm nay. Trước khi mời quý vị thưởng thức thì chúng tôi xin được mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góp Lá Mùa Xuân tại San Diego vào thứ Bảy mùng 6 tháng 5 sắp tới. Dạ, xin chào quý vị. Chung lối